Xin chào các bạn, chào mừng đã đến với Tết Mắt. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2018 thì Honor đã chính thức cho ra mắt chiếc điện thoại và nó là flagship của Honor ở thời điểm hiện tại, đó là Honor 10. Và cái điểm ấn tượng đầu tiên khi mà mình nhìn vào sản phẩm đó là cái mặt lưng nó rất là đẹp. Và ngay bây giờ thì mình sẽ không để các bạn chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng trên tay sản phẩm thôi. Và trên tay mình ngay lúc này đó là chiếc điện thoại Honor 10. Và cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà cầm sản phẩm trên tay là nó khá là vừa tay và nằm gọn trong lòng bàn tay của mình luôn. Và cái điểm ấn tượng khi mà mình tiếp xúc với sản phẩm là cái phần mặt lưng nó rất là đẹp. Khi mà nghiêng về nhiều góc độ khác nhau thì nó phản chiếu màu sắc. Và khi mà chúng ta nghiêng nhiều hơn về phía đối diện thì nó cho một cái màu sắc tím tím, pha xanh xanh nhìn rất là đẹp. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiêng về phía này thì nó lại nghiêng về màu xanh lá. Nói chung là nhìn cái màu mặt lưng nó rất là ấn tượng. Và phía sau thì chúng ta còn có cụm camera kép với độ phân giải là 24 và 16 megapixel được đặt ngang. Và bên cạnh đó thì thêm một cái hàng ngang thì chúng ta còn có AI camera là cái điểm nhấn của sản phẩm và đèn flash. Và ở toàn mặt dưới sẽ không có cảm biến vân tay vì cảm biến vân tay đã được đặt ra ở mặt trước. Cái việc mà tích hợp cái cảm biến vân tay ở mặt trước thì làm cho mặt sau liền lạc hơn và đẹp hơn, trông nó đơn giản nhưng mà nó sang trọng. Ở dưới thì chúng ta sẽ có logo của Honor nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay tới trải nghiệm mặt trước. Ở mặt trước thì như lúc nãy mình đã đề cập với các bạn thì chúng ta sẽ có cái cảm biến vân tay được tích hợp ở phía dưới. Dù là cái viền ở dưới khá là mỏng nhưng mà vẫn đủ để cho Honor tích hợp cảm biến vân tay. Và cái cảm biến vân tay này là cái cảm biến vân tay chìm và có những cái đường chấm li ti để chúng ta có thể dễ nhận dạng. Và cái cảm biến vân tay này đồng thời cũng có thể tích hợp luôn phím back, phím home và phím đa nhiệm, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể ẩn đi ba nút điều hướng ở bên trong màn hình. Và cũng giống như là những sản phẩm vừa mới được ra mắt gần đây thì Honor 10 cũng được tích hợp tai thỏ để có được một cái diện tích hiển thị lớn hơn với tỷ lệ là 19:9. Và chúng ta có thể thấy là cái tai thỏ của Honor làm rất là nhỏ gọn, nhỏ hơn so với iPhone 10. Và đặc biệt là gia công cũng rất là tỉ mỉ, rất là đẹp, làm cho cái phần mặt trước nhìn nó dễ chịu chứ nó không hề bị khó chịu bởi phần tai thỏ. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn nào không phải fan của tai thỏ, không thích thì chúng ta vẫn có thể ẩn đi. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 5.84 inch, tỷ lệ 19:9 do có một cái phần tai thỏ ở đây. Nói về bốn cạnh thì ở cạnh trên chúng ta sẽ có một cái mic chống ồn cũng như là một cái cổng hồng ngoại nè. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có cụm phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Và nãy giờ mình thao tác thử thì mình thấy nó cũng khá là nhạy và độ nảy rất là tốt. Ở phía bên cạnh dưới thì chúng ta sẽ có jack cắm 3.5mm, cổng Type-C cũng như là mic thoại loa ngoài. Và mic thoại loa ngoài thì được đặt cùng một bên luôn. Cho nên là nó không có cái tính đối xứng như là sản phẩm B20 Pro mà hôm trước mình đã trên tay cho các bạn. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có nơi để đặt khe SIM và thẻ nhớ. Nói về cấu hình thì máy được chạy trên chip Kirin 970. Con chip này thì đã từng xuất hiện trên chiếc flagship mới của Huawei, đó là Huawei B20 Pro. Phiên bản mình đang trải nghiệm thì có RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Tuy nhiên thì vẫn còn một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản RAM 6GB. Máy được chạy Android 8.1 cùng với giao diện MIUI 8.1. Pin trên máy có dung lượng là 3400mAh. Bên cạnh đó thì còn có hỗ trợ chế độ sạc nhanh nữa, cho nên là chúng ta sẽ không phải lo lắng cái vấn đề là mình phải dính kè theo cái ổ điện hay là cục sạc dự phòng nữa. Ở đây thì mình đã tìm được một bản mẫu rất là xinh. Bây giờ thì mình sẽ thử. Đây là sản phẩm chụp ảnh xóa phông của Honor 10. Chúng ta có thể thấy là cái phần background phía sau được làm mờ hẳn và chủ thể sẽ được làm nổi bật. Tuy nhiên thì mình thấy là cái phần da được làm mịn hơn nè, nhưng mà nó không làm cho da người quá ảo. Nói chung là nó đẹp một cách tự nhiên. Và mình cảm thấy là cái chế độ xóa phông này khá là hiệu quả theo những cái cảm nhận ban đầu của mình ở thời điểm hiện tại. Đây làm cho bản mẫu rất là xinh, nổi bật lên so với những cái background rất là lộn xộn ở phía sau luôn. Và cái điểm nhấn mà được Honor nhắc đi nhắc lại rất là nhiều trong cái buổi ra mắt sản phẩm của mình, đó là camera của máy được tích hợp AI và nó có thể nhận dạng được những cái vật thể, ví dụ như là chó, mèo, những cái cây cối, cây lá hay là thức ăn gì đó, thì nó sẽ có từng cái điều chỉnh phù hợp cho từng đối tượng luôn. Đây các bạn có thể thấy là khi mà mình chụp hoa thì máy hiện lên hình bông hoa, đó là AI đang hoạt động và nhận ra đây là bông hoa. Đây có chế độ chụp 3D và nó đang lấy nét trong khuôn mặt của mình. Bên cạnh đó ở đây thì chúng ta còn có chế độ 3D nè, khi mà mình ấn vào thì chúng ta sẽ có nhiều điều kiện, ví dụ là chiếu sáng mềm mại nè, cánh bướm, rồi chiếu sáng sân khấu các kiểu nữa. Cho nên là mình đã tìm được một bạn mẫu, mẫu nam rất là dị. Mình sẽ chọn chiếu sáng đi, cho dì anh lấp la lấp lánh ánh mặt trời luôn. Rồi ok. Sau khi mà mình chọn chế độ sân khấu thì nó làm cho da của dì anh sáng.
Như vậy là nãy giờ chúng ta đã cùng với nhau trên tay nhanh chiếc điện thoại mới nhất đến từ nhà sản xuất Honor, đó là Honor 10. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì cái mức giá chưa được tiết lộ, và nhà sản xuất Honor cho biết là ngày 20 chúng ta sẽ biết được mức giá của em này. Cho nên là các bạn hãy update kênh Techmart để biết được cái mức giá chính thức của em này được bán ở Việt Nam nhé. Và cái phiên bản mà bán Việt Nam là phiên bản 4GB. Tuy nhiên chúng ta còn có một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản 6GB. Và cái mặt lưng này thì hơi bị bắn bằng tay. Nói chung là bắn bằng tay thấy rõ lắm. Đây là cái điều mà rất là thường xuyên xuất hiện trên những chiếc điện thoại mà được hoàn thiện bằng kính. Còn các bạn khán giả của Techmart thì sao? Các bạn nghĩ thế nào về sản phẩm này? Và theo những cái thông tin đồn đoán thì mình mức giá của em này là khoảng 10 triệu. Thì các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé.